Ok, chào tất cả anh chị. Chúc cả nhà chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. Một ngày mới luôn sao ạ? Bùng nổ về tài chính, bùng nổ về lợi nhuận. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ với nhau những cái bí quyết, những cái kiến thức để giúp cho anh chị có thể là gia tăng tài chính và tiền bạc của mình ha. Và có rất là nhiều anh chị khi mà tham gia học tập rèn luyện thì chúng ta cũng đều mong muốn có cái sự phát triển về cuộc sống của mình, về tài chính. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây mong muốn là tài chính của mình mỗi tháng trôi qua mình có cái sự phát triển tăng lên một cách tuyệt vời đâu ạ? Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn là mỗi tháng trôi qua tài chính của mình phát triển đâu ạ? Anh chị có muốn là mỗi tháng trôi qua thì cái kiến thức của mình nó cũng phát triển không ạ? Anh chị có mong muốn mỗi tháng trôi qua gia đình của mình càng thêm hòa hợp, hạnh phúc, ấm êm hơn không anh chị? Thế anh chị có mong muốn trôi qua mỗi tháng trôi qua như vậy, cái sức khỏe của mình luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và xây dựng một cái vóc dáng đẹp không ạ? Và thực sự mà khi mà để nói đến điều này anh chị thì sao ạ? Ai trong chúng ta cũng rất là mong muốn có cuộc sống như vậy đúng không ạ? Thật sự không ai mà không muốn có cuộc sống như vậy cả, đúng không anh chị? Và sao ạ? Và để mà đạt được cái điều đó thì chúng ta đều có con đường, chúng ta đều có cách để có thể là đạt được cái cuộc sống như vậy. Nhưng sao ạ? Có một điều ở đây, tại sao chúng ta biết rằng có những cách, có những phương pháp để chúng ta có thể thành công? Nhưng mà tại sao rất là nhiều người họ chưa dễ thành công được? Đúng không ạ? Chúng ta biết rằng nếu chúng ta có muốn có sức khỏe tốt thì cái việc thay đổi chế độ ăn uống, cái việc thay đổi cái việc là luyện tập thể dục, chạy bộ, đúng không ạ? Thể dục thể thao 30 phút mỗi ngày nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sức khỏe tốt, năng lượng hơn, khỏe mạnh hơn trong tương lai, đúng không anh chị? Và chúng ta cũng biết rằng là nếu như bây giờ chúng ta muốn thành công về tài chính, chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải sao ạ? Có kiến thức về tài chính, chúng ta cần phải biết cái cách quản lý tiền, chúng ta cần muốn gia tăng thu nhập thì chúng ta cần phải biết là chúng ta phải thay đổi hoặc là chúng ta làm thêm những cái công việc mới, đúng không anh chị? Và chúng ta biết rằng là để mà có được cái gia đình hạnh phúc thì chúng ta cần phải sao ạ? Cần phải có cái hiểu biết về cái sự nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình từ những cái cách đối nhân xử thế. Chúng ta biết có cách, nhưng mà tại sao, lý do tại sao có rất là nhiều người họ không có thể thay đổi và thành công được anh chị? Đó là bởi vì sao anh chị? Đó là bởi vì chính những cái yếu tố đầu tiên anh chị. Cái yếu tố đầu tiên anh chị, đó chính là những người này họ chưa đủ cái khao khát mạnh mẽ để có được cuộc sống như vậy. Đúng không ạ? Yếu tố thứ nhất là họ chưa có đủ cái sự khao khát mạnh mẽ để có được cuộc sống thành công. Và yếu tố thứ hai là gì? Họ chưa có những cái niềm tin, những cái lý do, cái động lực để họ có thể dám bước ra cái vùng thoải mái của mình để có thể chọn những cái tốt, tốt hơn. Đúng không ạ? Và đa số con người ta sao ạ? Họ không dám thay đổi. Họ sợ nếu như họ thay đổi, lỡ họ không thành công thì sao? Nếu như họ thay đổi, lỡ họ không làm được thì sao? Rồi gia đình con cái thì sao? Và đa số những người này họ không dám thay đổi mạnh mẽ là bởi vì sao ạ? Họ để cho cái vùng thoải mái của họ, họ để cho cái nỗi sợ hãi bên trong tâm trí của họ ngăn cản họ lại. Mà thực sự là gì ạ? Mà thực sự là nỗi sợ hãi thì nó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của chúng ta thôi, chứ nó không có thật, đúng không anh chị? Bao nhiêu trong số anh chị có rất là nhiều nỗi sợ trong đầu nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng không có xảy ra, đúng không ạ? À? Nỗi sợ hãi nó chỉ là một cái cảm giác lo lắng, lo âu nào đó mình nghĩ thôi, mình nghĩ trong đầu, lỡ mình làm thì mình như thế này, lỡ mình làm thì gia đình mình sẽ nói như thế kia. Và cuối cùng chính những cái suy nghĩ đó nó làm cho anh chị không dám thay đổi, đúng không ạ? À? Và có một câu rất là hay, đó là gì ạ? Thì muốn chia sẻ với anh chị đó là gì? Đó chính là cuộc đời của chúng ta chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi thôi, đúng không ạ? Cuộc đời của chúng ta chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi thôi.
Còn đừng bao giờ hy vọng rằng có một thứ gì đó ngoài kia thay đổi thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Đừng có hy vọng rằng là một ai đó mang cái sự may mắn, thành công nhanh chóng đến với chúng ta. Đừng có hy vọng rằng là một ngày tôi ngồi tại chỗ rồi tôi sẽ có được cái body 6 múi. Tôi sẽ có được cái vòng eo mà tôi mong muốn. Trừ khi anh chị đứng dậy bước vào cái phòng luyện tập, hoặc là anh chị bước vào, anh chị mang giày, anh chị chạy bộ. Đúng không ạ? Và thành công thì nó không có ngẫu nhiên, thì thành công thì nó không xảy ra mà nó được tạo ra anh chị. Đúng không ạ? Và người tạo ra cái thành công đó là ai anh chị? Cái người mà tạo ra cuộc đời của anh chị là ai? Cái người mà nó tạo ra cái thành công của anh chị là ai? Người khác, hàng xóm, bố mẹ, bạn bè. Ai là người làm chủ cuộc đời của mình, tương lai của mình? Và Thiện Thái có rất nhiều người anh chị. Thiện Thái có rất là nhiều người. Họ sống anh chị. Họ bị lệ thuộc vào cái sự quản lý của bố mẹ. Và họ không bao giờ được quyền làm chủ cuộc đời. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là bao nhiêu trong số anh chị đã từng gặp những ông bố bà mẹ rất là yêu thương con, bảo bọc con. Đúng không anh chị? Anh chị gặp những người như vậy không ạ? Chúng ta biết là chúng ta yêu thương con là một cái điều đó, là ai bố mẹ nào cũng 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 có cái điều đó cả. Nhưng mà nếu như chúng ta yêu thương con một cách, bao bọc con một cách quá mức, thì con của mình nó sẽ mãi nằm trong vòng tay của mình thôi. Thiện thì cũng có những cái mối quan hệ với những cái người bạn trước kia thôi. Tức nghĩa là gì ạ? Bố mẹ của họ là những cái người rất là yêu thương họ. Tức có nghĩa là bảo bọc đến từ nhỏ đến lớn luôn anh chị. Biết rằng là yêu thương con, sợ con là hư hỏng, sợ con là sau này lớn lên không thành công, sợ con là ra ngoài kia bị dụ, sợ con là ra ngoài kia bị lừa, sợ con mình ra ngoài kia rồi có những cái người không tốt là dụ dỗ con mình đi theo con đường hư hỏng. Và sao ạ? Từ nhỏ đến lớn, cái người này anh chị, cái người con này này được bảo bọc bởi cái sự yêu thương của bố mẹ. Và sao ạ? Từ cái việc là sao ạ? Đi học chơi với ai cũng phải báo cáo với bố mẹ. Học ở đâu cũng báo cáo với bố mẹ. Đúng không anh chị? Đi chơi hôm nay anh bao nhiêu tiền cũng phải báo cáo với bố mẹ. Tiền kiếm ra, tức nghĩa là gì? Từ khi còn nhỏ, từ cái việc mà đi học đến trường anh chị, mặc đồ bộ đồ gì hôm nay đi học cũng phải báo cáo với bố mẹ. Đúng không ạ? Hôm nay đi với bạn là bạn nào chở cũng phải nói cho bố mẹ biết. Đúng không ạ? Tức có nghĩa là nằm trong cái sự quản lý của bố mẹ là 100% anh chị. Rồi ngày hôm nay là tiền tiêu bao nhiêu là phải báo cáo với bố mẹ. Tiết kiệm bao nhiêu là phải báo cáo với bố mẹ. Và từ cái lúc sinh ra và lớn lên đi học cho đến ra ngoài đời thì cũng đều dựa dẫm vào cái sự quản lý của bố mẹ. Đúng không ạ? Trong lúc đi học và sau khi ra ngoài đời cũng vậy. Ra ngoài đời thì sao? Hôm nay bạn gái của con là đứa nào cũng phải báo cáo với bố mẹ. Hôm nay dẫn bạn gái đi ăn bao nhiêu tiền cũng phải báo cáo với bố mẹ. Đúng không anh chị? Và có được lấy cái người con gái đó hay không cũng phải được quyền quyết định của bố mẹ có đồng ý hay không. Đúng không ạ? Và làm ra bao nhiêu tiền bố mẹ phải là cái người biết và quản lý giùm. Vậy thì cho Thiện hỏi, nếu như một cái người này, cho Thiện hỏi anh chị này, khi mà không còn cái người bố người mẹ này, chẳng lẽ cái người này không sống được hay sao? Thì anh chị họ có sống được nữa không ạ? Bởi vì sao ạ? Mỗi chúng ta sinh ra đều có 24 giờ giống nhau. Đúng không ạ? Đều có tay chân mắt mũi miệng đầy đủ, trừ những cái trường hợp đặc biệt. Thượng đế thì sinh ra con người chúng ta có hai cái chân để làm gì anh chị? Để chúng ta có thể tự đứng lên chính cái đôi chân của mình. Mà cái trường hợp mà Thiện vừa chia sẻ với anh chị đó, có phải là cái người này đang đứng lên bằng chính đôi chân của mình không ạ?
hay là vẫn còn nằm trong cái vòng tay ôm ấp của bố mẹ. Tức nghĩa là ra ngoài kia là không dám làm cái gì luôn anh chị, không dám làm gì luôn, bất kể làm cái gì hay quyết định gì thì cũng đều thông qua người bố người mẹ của mình, và chính người bố người mẹ này là quyết định cái cuộc đời của cái người này luôn, đúng không ạ? Và theo anh chị có muốn con của mình như vậy không ạ? Anh chị có muốn yêu thương con của mình như vậy không ạ? Bằng cái cách như vậy không anh chị? Và khi nó làm gì nó không hỏi mình hết, khi nó làm thì nó cũng phải thông qua gọi là gì ạ, cái sự bảo bọc của mình đó, thì liệu rằng con của anh chị có dễ thành công được không ạ? Liệu rằng nó làm chủ được cuộc đời của nó được không ạ? Cho nên là sao ạ? Để mà làm chủ được cuộc đời của mình anh chị, tất cả con người chúng ta đều có một quyền này, đó chính là gì ạ? Chúng ta có thể là không lựa chọn được cái nơi mình sinh ra, chúng ta không được lựa chọn người bố người mẹ của mình là giàu có hay nghèo khó, đúng không anh chị? Chúng ta không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng mỗi một ngày anh chị thức dậy, anh chị được quyền lựa chọn và quyết định cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Anh chị quyết định là mình cần phải làm gì để cái cuộc đời của mình tốt đẹp hơn. Và tất cả chúng ta đều có cái quyền giống như nhau, đó là quyền quyết định và lựa chọn, đúng không ạ? Cho nên là sao ạ? Hãy lựa chọn là mình phải làm chủ được cuộc đời của mình. Hãy lựa chọn mình có cuộc sống thành công mà mình muốn. Đừng bao giờ đưa cái cuộc đời của mình cho một ai đó quyết định, thậm chí là bố mẹ của mình, đúng không ạ? Bố mẹ của chúng ta có quyền sinh chúng ta ra, nhưng mà sao ạ? Cả cái hành trình cuộc đời của anh chị là ai đi? Theo anh chị là cả cái hành trình cuộc đời của anh chị là ai sẽ là người đi? Ai sẽ là cái người làm chủ cuộc đời của mình đây? Bố mẹ không thể nào mà đi với anh chị suốt cuộc đời được, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải có cái sự tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, đúng không anh chị? Và anh chị thấy không ạ? Bố mẹ ban cho chúng ta cái hình hài, cái thân thể này rất là tuyệt vời. Điều đó chúng ta cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc luôn. Nếu như anh chị, chúng ta sinh ra chúng ta có đầy đủ tay chân mắt mũi miệng, đó là một cái phúc lành mà vũ trụ ban tặng, một cái phúc lành mà vũ trụ có thể cho chúng ta. Chúng ta luôn biết ơn điều đó. Thật sự là cái cơ thể của anh chị, cái cơ thể này này, mỗi buổi sáng anh chị thức dậy mà anh chị còn đầy đủ tay chân, từng cái lông tay, từng cái lông mi, từng cái sợi tóc của anh chị mà nó còn được khỏe mạnh, thì cái điều đó là anh chị phải vô cùng biết ơn và trân quý điều đó. Hãy bảo vệ cái sức khỏe và cơ thể của mình anh chị, bởi vì để mà sinh ra chúng ta anh chị, thì mẹ của chúng ta anh chị biết không ạ? Anh chị cứ nghĩ rằng là mẹ chúng ta sinh ra như thế là xong, nhưng mà anh chị có biết rằng là cái thời khắc mà người mẹ chúng ta sinh ra chúng ta, nó cũng kề cận với cái nguy hiểm, đúng không ạ? Anh chị ở đây là mẹ, anh chị có thấy đúng không ạ? Khi mà anh chị sinh ra một cái đứa con của mình á, có phải là sinh ra mà để mẹ tròn con vuông á, sinh ra được đứa con mà để người mẹ vẫn còn khỏe mạnh á, cái điều đó là cái điều gọi là may mắn, may mắn nhất, đúng không anh chị? Bởi vì sao ạ? Khi mà sinh ra một đứa con là người mẹ kề cận với cái sự không an toàn rất là lớn. Sự kề cận, thậm chí người mẹ có thể là chưa được an toàn để cho người con có thể tồn tại được. Cho nên là thực sự anh chị phải trân quý cái giá trị, cái cơ thể của anh chị, đừng bao giờ làm tổn thương nó bằng những cái suy nghĩ không tích cực, hoặc là bằng những cái bữa ăn uống rượu bia thuốc lá hàng ngày để đưa vào cái cơ thể của mình. Và khi mà anh chị nghĩ đến cái cảnh đó, anh chị sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn đến cái cơ thể của mình anh chị.
vô cùng biết ơn đến với cái cơ thể của mình luôn ha. Đó, cho nên là sao ạ? Cái thời khắc á, bao nhiêu trong số anh chị là khi mà chúng ta học ở câu lạc bộ anh chị, chúng ta hay nghe nói về luật hấp dẫn, nghe nói về tiềm thức và vũ trụ thì chúng ta không có tin. Đôi lúc là nhiều anh chị chưa tin. Nhưng mà những cái thời khắc mà sao ạ? Những cái thời khắc mà cái người mẹ mà sinh ra chúng ta, thậm chí cái người bố của chúng ta, hoặc là ông bà của chúng ta, những cái người xung quanh đó, khi mà người mẹ mà đi sinh đó, thì cái người bố của anh chị thậm chí là cầu nguyện cả vũ trụ, cầu nguyện cả ông bà thần linh luôn. Mà lúc đó là sức mạnh niềm tin vào cái vũ trụ nó vô cùng lớn luôn, mà không biết rằng cái sức mạnh vũ trụ nó có hay là không. Nhưng mà sao ạ, thậm chí là bố của chúng ta, đúng không anh chị, cũng luôn luôn sao ạ, luôn luôn cầu nguyện vũ trụ rằng là giúp cho mẹ tròn con khỏe mạnh, đúng không anh chị? Mẹ khỏe mạnh con cũng khỏe mạnh. Và thực sự anh chị, sức mạnh của cái năng lượng bên trong của chúng ta nó rất là mạnh, cho nên là chúng ta phải tận dụng cái điều đó anh chị. Đôi lúc mà chúng ta học về sức mạnh tiềm thức, học về luật hấp dẫn, chúng ta chưa tin lắm, nhưng mà hãy nhớ đến những cái thời khắc mà quan trọng trong cuộc đời của chúng ta gặp những cái điều gì đó mà chúng ta không biết cách giải quyết. Có phải là anh chị hay cầu nguyện ông bà tổ tiên, hoặc là cầu nguyện vũ trụ có thể là giúp cho mình kiểu như là tai qua nạn khỏi không anh chị? Cái lúc mà vô cái thế bí như vậy rồi, bắt đầu anh chị mới bắt đầu có cái sức mạnh niềm tin lớn đến như vậy, đúng không ạ? Và quay lại là gì ạ? Cuộc đời của chúng ta anh chị là chúng ta được quyền lựa chọn và quyết định. Và cái sự thành công, cuộc sống giàu có và cuộc sống chưa giàu có cũng là do chính chúng ta quyết định luôn, chứ không phải người khác. Nếu như anh chị nào á, hãy nhớ ra một điều là gì? Khi mà anh chị có thể là giáo dục con của mình á, đừng bao giờ để con của mình dựa dẫm mình tất cả mọi việc, được không ạ? Đừng bao giờ để con cái của mình dựa dẫm mình hết tất cả mọi việc. Thậm chí cái việc mà quyết định ngày hôm nay nó mặc bộ đồ gì thôi nó cũng hỏi anh chị, quyết định hôm nay nó ăn món gì thôi nó cũng hỏi anh chị. Đừng có để cái điều đó xảy ra anh chị, bởi vì đó là nó sẽ nuôi dưỡng cho con của mình một cái thói quen là gì, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng là quyền của bố mẹ cả, đúng không ạ? Và nếu như anh chị để cho con của mình học theo cái cách đó thì con của anh chị sau này nó bước ra ngoài đời, nó làm việc á, nó sẽ chưa dễ để có thể là quyết định được cái sự thành công của nó, được không ạ? Cái gì nó cũng hỏi anh chị hết, được không này? Cho nên là chúng ta cần phải biết rằng một điều là gì? Cuộc đời của chúng ta là do chúng ta làm chủ, tài chính của chúng ta là do chính chúng ta làm chủ, thành công của chúng ta là do chính chúng ta làm chủ, công việc của chúng ta là do chính chúng ta làm chủ, đúng không ạ? Và nhiều anh chị họ nói rằng là tôi muốn có cuộc sống tài chính phát triển chứ, tôi muốn thay đổi công việc, có cuộc sống tự do thời gian, tự do tài chính chứ, tôi muốn có cuộc sống khỏe mạnh chứ, tôi muốn có cuộc sống giàu có chứ, ở trong cái ngôi nhà đẹp ai mà không muốn, ở những cái nơi sang trọng đi chiếc xe ô tô thì ai mà không muốn. Muốn thì chọn nó đi, muốn thì hãy viết nó ra là mục tiêu của mình đi. Bởi vì nhiều người họ không thay đổi được cuộc đời, họ không thành công được bởi vì họ không dám cầm cái bút viết xuống những điều họ muốn. Họ chỉ nghĩ đến những cái họ đang có và họ bị giới hạn. Công việc tôi thu nhập có 7 triệu, 8 triệu, tiền đâu mà mua ô tô, đúng không ạ? Rồi bây giờ trí tuệ tôi không có, tiền đâu mà có thể mua nhà, làm sao mà có thể đi kinh doanh thành công được, đúng không ạ? Và tất cả chúng ta không dám làm chủ cuộc đời của mình, không dám viết nên những cái mục tiêu lớn lao của mình mà mình muốn, là bởi vì chính những cái giới hạn bản thân của chúng ta. Anh chị có đồng ý không ạ? Giả sử như bây giờ thì nói với anh chị, tất cả anh chị chúng ta đều có một cái quyền năng để đạt được mọi điều trên cuộc đời này. Vậy thì bây giờ
Anh chỉ muốn đạt được điều gì? Anh chỉ muốn đạt được điều gì? Giả sử bây giờ đừng có nghĩ gì hết. Và bây giờ thì nói với anh chị có một cái quyền năng lựa chọn cuộc sống mà anh chị mong muốn, cuộc sống tuyệt vời mà anh chị mong muốn. Thế bây giờ anh chị muốn cái gì? Anh chị muốn ở ngôi nhà như thế nào? Anh chị muốn đi chiếc xe gì? Bao nhiêu tiền? Màu gì? Anh chị có dám viết ra không? Anh chị muốn là thu nhập của mình trong 6 tháng nữa, 1 năm nữa là mình phải có bao nhiêu một tháng? Rồi anh chị muốn rằng là báo hiếu cho bố mẹ của mình cái gì? Anh chị muốn đưa gia đình mình đi du lịch ở đâu, tỉnh nào, quốc gia nào? Anh chị có tất cả mọi quyền này với một cái thời khắc tuyệt vời như thế này. Đừng nghĩ gì cả, anh chị có mọi quyền năng đạt được ước mơ của mình, những điều mà anh chị thực sự muốn. Và điều thực sự anh chị muốn là gì? Hãy viết ra điều đó, được không ạ? À? Còn cách làm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng với Thiện vào môi trường câu lạc bộ. Những người thầy thành công của Thiện, họ cũng đã là gì? Từng là những người nghèo khó, và bây giờ họ cũng đã trở nên giàu có. Và thì có một cái bí quyết nào đó chứ, như cái câu chuyện của người thầy của mình, ví dụ như là doanh nhân Bích Thêu, doanh nhân Nghị Diễm này. Doanh nhân Bích Thêu cũng xuất phát điểm từ một cái người là gì, bố mẹ ở nhà làm nông, làm gọi là nông nghiệp anh chị, rồi là tráng bánh tráng này, cũng làm ruộng này, rồi cũng làm nông nghiệp về trồng củ sắn, trồng đậu, trồng mía này đó, đúng không? Có những cái thu nhập ổn định và sống trong một cuộc sống là gì ạ? Tiền bạc cũng chưa có đủ đầy, nhưng mà tại sao lại có cuộc sống thành công, có tất cả mọi thứ như ngày hôm nay? Cũng giống như là doanh nhân Nguyễn Diễm, cách đây rất là lâu doanh nhân Nguyễn Diễm hay kể về cái câu chuyện bản thân của mình anh chị. Lúc nào doanh nhân Nguyễn Diễm lên là anh chị cũng được nghe cái câu chuyện bản thân là gì. Doanh nhân Nguyễn Diễm xuất phát từ một cái người là sao ạ? Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhưng mà ở trong một cái ngôi nhà mà ven sông anh chị. Anh chị biết cái ngôi nhà ở Sài Gòn mà ở ven sông thì sao ạ? Thường là những cái ngôi nhà sống ở trong cái ven sông á thì sao ạ? Thường hay là cất những cái chòi gỗ, những cái nhà gỗ anh chị, ven sông mà, cất những cái nhà gỗ á, và ở trong đó. Cái nhà gỗ là nhà gỗ 2 tầng và chỉ có một cái nhà chút xíu ở ven sông như vậy thôi. Trời mưa trời gió thì nó chưa được an toàn, đúng không ạ? Và lúc đó là hoàn cảnh rất là chưa có dễ dàng, rất là khó khăn anh chị. Nhưng mà tại sao bây giờ lại có một cuộc sống tuyệt vời và phi thường như vậy? Nếu như một mình doanh nhân Nguyễn Diễm thay đổi được cuộc đời và thành công thì đó là cái sự may mắn, đúng không ạ? Đó là sự may mắn. Có thể anh chị không làm được, đó là sự may mắn. Nhưng mà trong môi trường câu lạc bộ, chúng ta không chỉ một mình doanh nhân Nguyễn Diễm thay đổi được cuộc đời của mình, mà anh chị tham gia các buổi Zoom hàng ngày của câu lạc bộ, anh chị cũng thấy rồi đó, đúng không ạ? Rất nhiều người họ từ cái cuộc sống chưa dễ dàng, khó khăn, chật vật về tài chính, sức khỏe không ổn định, gia đình chưa hạnh phúc, mối quan hệ chưa hòa hợp nè, đúng không ạ? Kinh doanh chưa thuận lợi nè, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và rất nhiều anh chị từ cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là như chị Nguyễn Lành trong câu lạc bộ chúng ta đó, chỉ là một cái người bán nước đậu, chỉ mà một cái người bán xương sáo ở ngoài chợ thôi, đúng không ạ? À? Mỗi ngày bán một bịch xương sáo chỉ có là sao ạ? À? Bán vài chục bịch xương sáo chỉ có 5.000, 3.000 một bịch thôi. Nhưng mà bây giờ sao ạ? À? Chị có một cuộc sống rất là tuyệt vời thì cũng rất là thấy là khâm phục những cái người chị đó. Từ nghèo khó đi lên hết anh chị. Và bây giờ họ đã có một cuộc sống gọi là tự do thời gian, tự do tài chính. Có một cuộc sống mà bao nhiêu người ngưỡng mộ, không phải áp lực lo lắng về tiền bạc nữa. Và rất là xinh đẹp, rất là khỏe mạnh, rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Và thì nếu như là sao ạ? Nếu như mà một mình doanh nhân Nguyễn Diễm hoặc là chủ tịch Trịnh Huy chúng ta thành công thì đó chỉ là một cái sự may mắn. Nhưng mà rất là nhiều người, cả câu lạc bộ của chúng ta, đúng không ạ? Rất là nhiều người họ có cuộc sống rất là chưa dễ dàng. Cũng giống như Thiện ở đây cũng vậy, đúng không ạ?
Cách đây 2 năm trước, bản thân của mình chỉ ở trong một cái ngôi nhà bình thường thôi, đâu mà ở trong một cái ngôi nhà trọ mà anh gì, ở trong một ngôi nhà trọ rất là sập sệt, đâu ạ, sinh viên ra trường mà gia đình của mình thì cũng xuất phát điểm ra từ đâu ạ? Từ nhà nông đi lên, đúng không ạ? Bố mẹ thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lúc đó thì nhà nuôi rất là nhiều bò, nuôi rất là nhiều heo, đúng không ạ? Nuôi khoảng 4 5 con bò gì đó, rồi nuôi vài con heo nữa để nhằm làm gì ạ? À, để có cái tiền xây sở, có thể là nuôi sống gia đình trong trong 1 năm như vậy anh chị, và làm cũng thêm rất là nhiều ruộng, đúng không ạ? Và tới những cái ngày mà đi gặt hái anh chị thì mình phải ở ngoài đồng từ sáng cho tới chiều, còn cái việc là khi mà gặt hái xong rồi không chỉ thu hoạch lúa không đâu anh chị, mà còn rơm á, anh chị biết rơm không ạ? Và khi mà chúng ta nuôi bò, nuôi những con heo thì chúng ta cần phải có những cái rơm đó, nuôi bò thì chúng ta cần phải có những cái rơm đó. Và thì mà bố mẹ của mình lúc mà Thiện học lớp 6 cho đến là năm đại học luôn anh chị, cái lúc đó là vẫn còn gia đình vẫn còn rất là cơ cực, rất là khổ anh chị. Và sao ạ, kể từ cái lúc đó anh chị, là cứ mỗi tới mùa gặt hái anh chị thì ban ngày thì đi gặt lúa, còn ban đêm về thì sao ạ? Phải làm sao để có những cái đống rơm anh chị, có biết những cái đống rơm không ạ? Làm sao mình phải vung những cái đống rơm đó lên để cho có thức ăn cho những con bò này, và phải làm đến 11 giờ đêm mới nghỉ, và thậm chí là 3 giờ sáng để thức dậy làm tiếp rồi anh chị, đúng không ạ? Thực ra là anh chị nào ở đây mà biết những cái người ở vùng ở miền Trung này, những cái người mà làm lúa làm đồng này, thì anh chị biết cuộc sống như thế nào rồi. Cách đây 2 năm trước thì vẫn có cuộc sống như vậy anh chị. Nhưng mà thật là may mắn khi mà mình đã không chấp nhận cái cuộc đời như vậy, mình dám nói lên một điều rằng là gì, mình không chấp nhận cái tương lai của mình như thế này nữa, mình phải thay đổi. Có con đường nào không, có cách nào tốt hơn không, đâu mà mình phải thay đổi thôi. Bởi vì anh chị hình dung là lúc đó anh chị, bản thân của mình không có gì cả, tiền cũng không có, đâu mà tiền cũng không có, rồi mối quan hệ cũng không, trí tuệ và hiểu biết cũng không, không có cái gì cả anh chị. Nhưng mà chính cái quyết định mình dám đứng lên, mình làm chủ cuộc đời của mình đi tìm con đường để cứu cuộc đời của mình, cũng giống như anh chị hình dung là gì ạ? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vậy đó anh chị, đâu mà thế anh chị có muốn là bản thân của mình phải là cái người ra đi tìm đường cứu cái cuộc đời của mình, gia đình của mình và dòng tộc của mình không anh chị? Anh chị có muốn điều đó không ạ? Vậy thì cho Thiện hỏi là khi nào anh chị sẽ bắt đầu, khi nào anh chị sẽ hành động, đúng không ạ? Thực ra lý do vấn đề trong cuộc sống thì ai cũng có cả, anh chị có đồng ý với Thiện không ạ? Lý do vấn đề thử thách trong cuộc sống không ai không có. Không phải là anh chị nói là ồ Thiện là chưa có con nhỏ, chưa có gia đình cho nên là thời gian như thế này, chị là 2 3 đứa con, 3 4 đứa con thì câu chuyện đó thì không so sánh được, đúng không ạ? Thì câu chuyện mà anh chị nói là mình có 2 3 đứa con thì có thể là so sánh với doanh nhân chị Nguyễn Lành của chúng ta, chị cũng có 2 3 đứa con đó, nhưng mà tại sao chị vẫn trở nên giàu có bình thường? Thì anh chị có thể gì là tham gia câu lạc bộ, anh chị học những cái câu chuyện thành công đó, nghe lắng nghe. Còn nếu như những cái câu chuyện ngoài cái vấn đề gia đình con cái đó, thì hầu như ai cũng phải gặp những vấn đề hết đó, đúng không ạ? Chứ không ai không có cả. Cho nên là đừng có biện minh, đừng có lý giải cho cái cuộc đời của mình như vậy. Anh chị biện minh đều đúng hết, anh chị lý do đều đúng hết, thì không bao giờ cãi. Nhưng mà quan trọng cho Thiện hỏi rằng cái sự biện minh anh chị nói là tôi không có nguồn lực, tôi không có mối quan hệ, tôi không có trí tuệ, tôi không có thời gian. Thế bây giờ cho Thiện hỏi anh chị là biện minh cho ai? Biện minh để làm cái gì? Đúng không ạ? Cuộc đời của anh chị biện minh để làm cái gì? Anh chị đổ lỗi để làm cái gì? Cuộc đời của anh chị mà đâu có liên quan tới Thiện đâu, đúng không ạ? Anh chị càng biện minh thì cuộc đời của anh chị nó càng dậm chân tại chỗ, đúng không ạ? Và thì chẳng có quan tâm đến những cái lý do, cái lý giải, cái lời biện minh của anh chị. Thì chị hỏi một câu, anh chị có muốn hay không? Nếu muốn thì tìm cách, nếu không muốn thì
sẽ luôn luôn có lý do. Và thì nói với anh chị là người thành công họ biết rằng là gì ạ? Cái thành công của họ không bao giờ có cái lý do nào có thể ngăn cản được hết. Nếu họ không thành công là do chính họ không có bất kỳ một cái điều gì để họ mang ra họ biện minh cả. Anh chị hình dung được không ạ? Họ không thành công là do chính bản thân của họ. Công ty, doanh nghiệp của họ không phát triển, không thành công do chính họ. Không phải do nhân viên, không phải do quản lý, không phải do sản xuất, do chính họ. Và người thành công họ biết rằng là mọi kết quả đều do họ tạo ra. Được không ạ? Mọi kết quả cuộc sống của họ là do họ làm chủ. Đúng không anh chị? Và đừng bao giờ nói rằng là tôi không có khả năng. Đừng bao giờ nói rằng là tôi không có năng lực. Tôi không có nguồn lực. Tôi không làm được. Người khác làm được chứ tôi không làm được. Cái từ không thể nó không bao giờ tồn tại trong cái trí óc của người thành công anh chị. Người thành công họ luôn luôn nói rằng là gì? Tôi có thể. Được không ạ? À? Và họ sẽ luôn luôn hỏi ra cái gì? Làm cách nào để tôi đạt được? Người thành công nó khác người không thành công anh chị. Người thành công khi họ đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nói rằng là gì? Tôi có thể, tôi làm được. Có cách nào hay không? Còn cách nào hay không? Cách nào sẽ giúp cho tôi đạt được mục tiêu đây? Còn người thành công, người không thành công thì họ khác. Chắc tôi không làm được đâu. Mục tiêu lớn lắm. Cái nhà đó hả? Chắc tôi không thể đâu. Cái xe đó hả? Chắc cả cuộc đời này tôi không dám mơ đâu. Chắc tôi nghĩ mình không làm được đâu. Tiền bạc tôi chưa có đủ. Tôi chưa có nguồn lực. Mối quan hệ tôi không có. Và anh chị thấy rằng là gì? Đó là sự khác biệt. Đó là sự khác biệt đó anh chị. Thế anh chị có muốn mãi mãi giữ cái lời biện minh đó cho cái cuộc đời của mình để rồi mình nhận lại cái kết quả là cuộc sống thất bại không ạ? À? Và sau đó mình sẽ kết thúc bằng một câu này là gì anh chị? Sau đó mình sẽ kết thúc một câu rằng là gì? Cuộc đời của tôi số nó như vậy. Đó, bao nhiêu đồng số anh chị nghĩ như vậy ạ? À? Cuộc đời của tôi số nó đã như vậy rồi, định mệnh rồi, đã an bài, đúng không ạ? Và Thiện nói với anh chị một câu là gì? Định mệnh của anh chị sinh ra trên cuộc đời này, số phận của anh chị sinh ra trên cuộc đời này là số phận của người thành công, đúng không ạ? Anh chị được sinh ra trên cuộc đời này, anh chị là số phận của người thành công. Bởi vì để anh chị sinh ra trên cuộc đời này, anh chị đã vượt qua hơn 300 triệu con tinh trùng khác. Và cái thời khắc anh chị sinh ra trên cuộc đời này được, đó là một cái điều mà cả cái vũ trụ này nó hậu thuẫn cho anh chị để anh chị được sinh ra với một cái cơ thể khỏe mạnh xinh đẹp như thế này. Chứ không phải anh chị nói rằng là tôi có cơ thể như thế này là cái chuyện hiển nhiên, cái chuyện bình thường. Mà thì nói với anh chị là cả cái phúc đức dòng tộc của anh chị cộng lại, đúng không ạ? Và cầu nguyện thêm mới có được anh chị sinh ra trên cuộc đời và ngồi ở đây ngày hôm nay. Thế anh chị thấy bản thân của mình có phải là người thành công và người chiến thắng chưa ạ? Đúng không anh chị? Đừng bao giờ giới hạn cái suy nghĩ của bản thân của mình. Hãy nghĩ đi anh chị. Nghĩ thì nó có. Nghĩ đến đâu nó có đến đó. Nghĩ rằng mình kiếm ra 10 triệu thì có phải là anh chị đang có thu nhập 10 triệu không? Nghĩ mình kiếm ra 20 triệu thì có phải anh chị đang có công việc kiếm 20 triệu không? Đâu không ạ? À? Nghĩ rằng chúng ta kiếm ra 100 triệu thôi thì có phải là bây giờ chúng ta đang có cái thu nhập khoảng 100 triệu không? Nghĩ tới đâu thì cuộc đời của anh chị tới đó. Đâu không ạ? À? Nghĩ tới đâu thì cuộc đời của anh chị tới đó. Nghĩ nhỏ thì cuộc đời của anh chị nó nằm ở cái mức nhỏ nhen và vẫn phải khổ sở và khó khăn. Nghĩ lớn thì cuộc đời của anh chị nó cũng sẽ có cuộc đời lớn, thành công lớn.
Và sao ạ? À? Nghỉ lớn thì nó sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn. Đằng nào cũng phải nghĩ mà đúng không anh chị? Đằng nào cũng phải nghĩ mình ở ngôi nhà như thế nào trong tương lai. Đằng nào cũng phải nghĩ mình có được cái chiếc xe gì chứ. Đúng không ạ? Đằng nào mình cũng phải nghĩ rằng là mình kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. Thôi thì cứ nghĩ đi. Chứ đâu có ai bắt anh chị làm liền đâu. Cứ nghĩ trong đầu đi. Để cho chúng ta có cái sự hào hứng để chúng ta tiến lên. Đúng không ạ? Và Thiền cũng chưa bao giờ, hồi lúc mà Thiền còn ở cái căn nhà trọ anh chị, Thiền rất là ao ước. Thiền thấy những cái người anh chị, Thiền thấy những cái người mà họ ở chung cư anh chị, Thiền rất là ngưỡng mộ, Thiền rất là mê. Bởi vì Thiền rất là thích ở căn hộ anh chị, rất là thích ở chung cư. Hồi xưa anh chị, bao nhiêu trong số anh chị ở đây là mình nghe nói rằng là chị thấy ai mà ở chung cư, ở căn hộ là chúng ta cảm thấy là nhìn người đó rất là oai đúng không ạ? Rất là sang trọng đúng không ạ? Rất là ngưỡng mộ đúng không ạ? Ồ, đứa đó nó ở chung cư đó đó, đứa đó nó ở chung cư kia kìa. À, bắt đầu chúng ta nghe thấy là ở chung cư, ở căn hộ là chúng ta cảm thấy là rất là ngưỡng mộ và khâm phục những người đó đúng không ạ? Và bản thân của thì cũng vậy, lúc mà mình ở nhà trọ anh chị thì cũng rất là ngưỡng mộ, ước gì một ngày nào đó mình cũng được ở chung cư nhỉ, thì mình sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào, bao nhiêu người sẽ thích thú cái điều đó, hào hứng khi thấy mình ở trong một cái căn chung cư tuyệt vời như vậy đó. Và lúc đó thì rất là ao ước điều đó anh chị. Và chỉ sao ạ, và chỉ sau hơn 2 năm khi mà thiện học tập rèn luyện bản thân, thay đổi được cuộc sống của mình anh chị, thì ngày hôm nay được không ạ? Và Thiện đã ở chung cư chắc luôn là hơn 1 năm rưỡi nay rồi, gần 2 năm rồi anh chị, đúng không ạ? Và căn hộ là căn hộ cao cấp đàng hoàng nha, ở Sài Gòn thì ở căn hộ là cao cấp nha, đúng không ạ? Và Thiện chưa bao giờ ao ước đến điều đó. Nghĩ trong quá khứ thôi, mình nghĩ mình cũng cảm thấy hoang mang, mình nghĩ rằng là mình không thể mà. Thiện nói với anh chị, lúc mà ngồi ở trong cái nhà trọ chỉ có 800 nghìn một tháng thôi, mà nghĩ đến ở chung cư năm gọi là gì, 20 triệu đến 30 triệu một tháng đâu mà 800 nghìn còn chưa có đủ trả tiền trọ nữa, bây giờ mình nghĩ ở chung cư cao cấp với 20 triệu 30 triệu một tháng, thì mình nghĩ rằng là gì, mình cảm thấy rằng là ồ chưa có, dường như nó bất khả thi đúng không ạ? Nhưng mà lúc đó cũng ráng viết ra cái mục tiêu, cũng ráng ngồi ráng rặn ra cái mục tiêu đó anh chị. Và cuối cùng thì mới ngày hôm qua anh chị, thì ngồi thì nhìn lại những cái bức ảnh mình đăng ở trên Zalo chế độ chỉ mình tôi á, là Thiện đã từng ra quyết định là tôi phải ở cái nơi đó, tôi phải đi được quốc gia đó, à tôi phải có cuộc sống giống như những người thành công đó. Cái tự nhiên mình nhìn lại là 2 năm trước mình còn ngồi căn phòng trọ chật hẹp, nhưng mà tự nhiên 2 năm sau cái cuộc đời của mình lại có một cuộc đời tuyệt vời như thế này. Thực sự đó chính là ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn đó anh chị. Anh chị thấy vi diệu không ạ? Và ngày hôm nay Thượng vẫn ngồi ở đây, cũng là sau 2 năm. 2 năm trước ngồi ở trong một cái nhà trọ, 2 năm sau ngồi ở một cái chỗ nó sang trọng, nó đẹp hơn, nó tuyệt vời, nó tốt hơn. Và nếu như ngày hôm đó mình không dám đưa ra cái quyết định cho cuộc đời của mình, không dám lựa chọn những cái điều tuyệt vời cho cuộc đời của mình, thì chắc ngày hôm nay vẫn còn ở trong cái căn nhà trọ đó và vẫn thiếu thốn tiền bạc, vẫn phải lo lắng về những cái hóa đơn điện nước, đúng không ạ? Và thì cuộc đời nó thay đổi đến từ đâu anh chị? Nó đến từ chính những gì mà chúng ta lựa chọn, chính những gì mà chúng ta quyết định. Và trong ngày hôm nay nếu như anh chị nào đã có những mục tiêu rồi á, thì rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay anh chị có thể là xem lại những cái mục tiêu mình đã viết ra. Còn những anh chị nào trong ngày hôm nay, hiện tại mình chưa có những cái mục tiêu cho cuộc đời của mình, thì anh chị có thể là sao ạ? Trong ngày hôm nay dành 1 tiếng đến 2 tiếng luôn đi, hãy viết ra cho Thiện là 20 cái mục tiêu, 20 cái điều mà anh chị muốn đạt được trong tương lai của anh chị 1 năm đến 2 năm nữa. Thì không cần viết 5 năm, 10 năm đâu. Trong 6 tháng nữa, 1 năm nữa đến 2 năm nữa. 6 tháng, 1 năm và 2 năm. Hãy viết ra ít nhất
là 20 cái mục tiêu mà anh chị mong muốn đi, thì sẽ giúp cho anh chị đạt được nó, thì sẽ giúp cho anh chị trên cái hành trình tiến đến nó, đúng không ạ? Và như thầy cũng đã chia sẻ rồi, nếu như môi trường câu lạc bộ chúng ta chỉ có một đến hai người thành công thì đó là may mắn. Nhưng mà sao ạ? Hàng trăm người, hàng nghìn người học tập rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ, họ cũng đã có được một cái cuộc đời ngoại hạng, giống như thiện, giống như doanh nhân Bích Thêu, giống như doanh nhân Nguyễn Diệm, đúng không ạ? Và mỗi cá nhân khác nhau thì sẽ có những cái kết quả khác nhau tùy theo cái sự khao khát và nỗ lực của mỗi người thôi anh chị ha. Đó, nhưng mà hầu như là cuộc đời của ai họ cũng thay đổi theo một cái cách phi thường, đúng không? Vậy thì nó đều có cái cách, nó đều có cái bí mật nào đó. Nếu như anh chị muốn biết thì đầu tiên thì muốn anh chị là phải cho bản thân của mình 20 cái mục tiêu trong vòng 6 tháng, 1 năm đến 2 năm nữa anh chị muốn đạt được là gì? 6 tháng nữa, 1 năm nữa anh chị muốn thu nhập của mình tăng lên bao nhiêu? Hãy ngồi viết ra nó đi, đừng có nghĩ gì hết á. Rồi 1 năm nữa, 2 năm nữa anh chị muốn ở đâu? Muốn đi chiếc xe gì? Anh chị muốn trở thành ai? Anh chị mình muốn mình mặc bộ đồ gì? Cái hình mẫu của anh chị, idol của anh chị là ai? Anh chị muốn đi đâu? Anh chị muốn làm gì? Anh chị muốn mình trở thành con người có giá trị gì? Đúng không ạ? Anh chị muốn báo hiếu cho bố mẹ của mình cái gì? Đúng không anh chị? Anh chị muốn giúp đỡ được cho bao nhiêu người? Anh chị muốn sở hữu những cái bao nhiêu cái sổ tiết kiệm? Bao nhiêu tiền, bao nhiêu bất động sản đó, hãy ghi ra anh chị 20 cái điều mà anh chị mong muốn đầu tiên đi. Và chúng ta sẽ có cái bí mật để chúng ta có thể đạt được nó. Chúng ta sẽ có cái bí mật để chúng ta đạt được nó. Và anh chị thấy chưa? Khi mà anh chị viết ra những cái mục tiêu của mình rồi đó, anh chị có cảm thấy hào hứng với nó không ạ? Anh chị cảm thấy hào hứng với nó không ạ? Rất hào hứng đúng không anh chị? Hào hứng với những mục tiêu của mình đúng không? Và sao ạ? Cái sự hào hứng đó nó sẽ chỉ chớp nhoáng thôi. Và nếu như anh chị muốn cái sự hào hứng đó, cái sự năng lượng đó nó duy trì liên tục, liên tục, liên tục trên cái hành trình để mình đạt được nó, thì cái sự nuôi dưỡng con người của chúng ta nó rất là quan trọng. Đó chính là chúng ta cần phải liên tục rèn luyện trong môi trường của câu lạc bộ. Thậm chí mà khi mà anh chị viết những cái mục tiêu mình xuống là đôi lúc anh chị sẽ không tin. Thì biết rằng anh chị viết mục tiêu xuống là anh chị sẽ không bao giờ tin nó là của mình. Nó là cuộc đời của mình. Nhưng mà sao? Không sao cả. Cái việc của anh chị là thiện, còn anh chị là gì? Tham gia, rèn luyện các cái buổi học tập hàng ngày cùng với môi trường câu lạc bộ để làm gì? Để anh chị cũng thấy rằng những cái câu chuyện mà những người khác họ lên ăn mừng thành công, họ chia sẻ, để anh chị biết rằng là cuộc đời của họ cũng không có tốt đẹp gì mấy, xuất phát điểm của họ cũng không tốt gì mấy, nhưng mà họ có thể thành công được. Để làm gì? Để anh chị có thể là thuyết phục cái con người bên trong của mình cũng tin được mình có thể thay đổi. Đó. Mình có thể thay đổi. Và sao ạ? Thì sẽ hướng dẫn cho anh chị trong cái lộ trình này làm sao để có thể là ứng dụng luật hấp dẫn, để có thể là thu hút mọi nguồn lực, mọi cái số tiền mà anh chị mong muốn. Có nhiều anh chị hỏi rằng là chị bây giờ làm sao để thu hút được cái số tiền để bắt đầu đi kinh doanh, làm sao để có thể là thu hút được nguồn lực nhanh nhất để anh chị có thể là bắt đầu với một cái công việc kinh doanh cùng với Thiện đi, đúng không ạ? Và nhiều anh chị có câu hỏi đó không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây muốn thu hút nguồn lực và cái số tiền mà anh chị muốn ạ? Anh chị có muốn thu hút được cái số tiền mà anh chị muốn không ạ? Vậy thì đầu tiên thì mới hỏi anh chị là lý do tại sao mình cần cái số tiền đó.
lý do tại sao mình cần phải đạt được cái số tiền đó. Đúng rồi, chúng ta cần phải làm rõ cái lý do kiếm tiền anh chị. Lý do tại sao? Nhiều anh chị hỏi là tôi muốn kiếm tiền để tôi bắt đầu đi kinh doanh, để tôi thành công, có cuộc sống tốt hơn, thành công hơn. Đúng không ạ? Chúng ta phải có cái lý do đủ lớn anh chị. Chúng ta phải có cái lý do đủ lớn với cái số tiền mà anh chị muốn kiếm, thì anh chị sẽ nghiêm túc với cái việc là gì ạ? Nghiêm túc với cái việc ứng dụng luật hấp dẫn. Đúng không ạ? Lý do chúng ta là chúng ta nói chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta muốn có cuộc sống tốt hơn, chúng ta muốn đi kinh doanh để có thu nhập tốt hơn. Thế bây giờ thu nhập của anh chị muốn là gì? Bao nhiêu một tháng? Giả sử như anh chị muốn kiếm 100 triệu một tháng. À, có nhiều anh chị hỏi với thì nói với tiền là hay trả lời rằng là muốn kiếm 100 triệu một tháng. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm rõ hơn nữa. Kiếm 100 triệu một tháng để làm việc gì? Anh chị có chưa? Anh chị muốn là biết rằng là mình muốn kiếm 100 triệu một tháng, nhưng mà 100 triệu một tháng để làm gì anh chị biết chưa? Còn nếu như anh chị nói rằng là kiếm 100 triệu thì 100 triệu đó có cũng được mà không có cũng sao. Giả sử như có cũng được, có cũng sao, thì chúng ta không cần phải nhất thiết phải thay đổi, không cần phải tìm để cách để đi kinh doanh, hút nguồn lực để đi kinh doanh, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải biết rằng là bây giờ chúng ta phải kiếm 100 triệu để làm gì? Nó là cái gì? Động lực gì để anh chị đặt ra mục tiêu 100 triệu? Anh chị muốn có cái gì mà anh chị phải kiếm 100 triệu? 10 triệu được không? Tại sao không phải là 10 triệu, 20 triệu mà là 100 triệu? Đúng không ạ? Vậy thì 100 triệu để làm gì? Anh chị đã có lý do chưa? Chúng ta cần phải có cái lý do để xài tiền đó anh chị. Anh chị cần phải có cái lý do để mình tiêu tiền đó. Chúng ta cần phải có lý do để sử dụng tiền đó. Có nhiều anh chị đặt cho mình cái lý do là gì ạ? À, tôi muốn kiếm 100 triệu một tháng để làm sao mỗi tháng tôi có thể báo hiếu được cho bố mẹ của mình 10 triệu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là cái công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Tôi rất là yêu thương bố mẹ, tôi phải kiếm được số tiền này để tôi phụng dưỡng cho bố mẹ khi họ còn có thể. Tôi phải thành công nhanh hơn khi bố mẹ của tôi già đi. Đúng không ạ? Tôi phải đưa bố mẹ của tôi ăn những cái món ngon nhất trên cuộc đời này. Thì đó có phải là một lý do để anh chị có cái động lực kiếm 100 triệu chưa? Anh chị có lý do chưa? Thì đó là một cái lý do. Đúng không ạ? Và thì thấy rằng cái lý do mà để cái động lực mà để báo hiếu cho bố mẹ, hầu như cái động lực đó thì thấy là nhiều anh chị lấy đó làm động lực để thành công. Và thì bây giờ anh chị để mà thu hút được số tiền, thay đổi cái thu nhập mà mình muốn, thì mình phải biết rằng là mình muốn bao nhiêu tiền. Và lý do mà mình phải muốn kiếm số tiền đó là gì? Có thể là anh chị muốn báo hiếu cho bố mẹ, hoặc là hiện tại anh chị đang ở một cái ngôi nhà nó lụp xụp, mưa nó dột, nó chưa có hài lòng lắm, và anh chị muốn trong vòng một năm nữa mình phải sửa nhà, mình phải thay đổi nhà, mà bây giờ thu nhập chỉ có 5 triệu thôi, không sửa được cái nhà. Nếu như bây giờ mà không sửa cái nhà này thì mưa bão hoặc là gió tới, mình sẽ ngủ trong cái sự lạnh lẽo lắm, không có hài lòng được. Và vậy thì bây giờ 5 triệu thì nó không đủ. Và thì bây giờ mình cần phải gia tăng thu nhập lên 100 triệu. Và nếu như mà kiếm ra 100 triệu thì ít nhất phải trích ra ít nhất là phải 30% đến 40% thu nhập để mình tích lũy. 30 triệu đến 40 triệu để mình tích lũy thì ít gì ra là trong một năm thì mình cũng có vài trăm triệu để mình sửa lại cái nhà mới, đúng không? Và chúng ta cần phải hiểu được cái lý do mình kiếm tiền để làm gì. Hoặc là bây giờ nói là gì? Bây giờ cái xe của tôi nó đang hư hỏng, tôi muốn có một chiếc xe mới. Và cái chiếc xe mới đó để mua thì nó cũng phải là, bây giờ tôi giả sử như ngày hôm nay anh chị đi ra ngoài đường, anh chị chở vợ của mình đi ra ngoài đường, anh chị dừng trụ đèn xanh đèn đỏ, và bỗng nhiên trời mưa to đùng 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 như đó. Mình chở vợ mình đi và mình thấy vợ mình và mình ướt mẹp hết như con chuột lột luôn. Và mình nhìn sang kế bên thấy một người cũng chở vợ đi trên một chiếc xe Mercedes, và hai vợ chồng với một đứa con ngồi trong xe.
hạnh phúc cười nói với nhau, còn mình đứng ngoài thì sao ạ? Mưa đùng 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 hết, và mình nhìn thấy đó, mình lấy đó mình làm mục tiêu, mình ta nói rằng là gì không được, tôi không chấp nhận trong 2 năm nữa tôi vẫn phải tiếp tục dừng cái đèn đỏ này với cái chiếc xe máy tồi tàn như thế này, để cho trời nắng trời mưa như thế này. Không, 2 năm nữa tôi phải muốn là mình phải là cái người ngồi trong chiếc xe Mercedes kia. Vậy thì bắt đầu động lực của anh chị có phải là kiếm tiền lớn hơn không? Ước mơ của anh chị có phải là đó không? Và bây giờ mình phải có động lực làm sao kiếm ra trong 2 năm nữa mình phải kiếm ra đủ cái số tiền để mua được chiếc xe đó. Giả sử như chiếc xe đó 2 tỷ. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ để mà mua được chiếc xe 2 tỷ thì thu nhập của mình phải cần phải gia tăng lên là bao nhiêu? À, ít gì cũng phải là 200 triệu một tháng. Thì mình mới mua được chiếc xe 2 tỷ đó. Và bây giờ đó là cái ước mơ của anh chị muốn hướng tới. Đúng không ạ? Đó là ước mơ của anh chị muốn hướng tới. Và anh chị nhìn lại, và mình quay về mình nhìn lại cái hiện tại của mình. À, cái công việc của mình có đạt được 200 triệu một tháng hay không? Nỗ lực 2 năm nữa có đạt được chiếc xe mà mình muốn hay không? Thậm chí là cho 3 năm nữa đến 5 năm nữa mình nỗ lực công việc này, có được cái chiếc xe ô tô mà mình muốn không? Có báo hiếu được cho bố mẹ của mình hay không? Đúng không ạ? Có xây được cái nhà mình muốn hay không? Và mình nhìn vào cái công việc hiện tại, cái thu nhập hiện tại, nếu như mình cảm thấy nó không đạt được thì mình lúc này là anh chị mới có cái động lực để thay đổi. Là gì? Anh chị sẽ đi tìm cơ hội nào, công việc nào sẽ giúp cho tôi kiếm được 200 triệu một tháng này. Bởi vì có 200 triệu thì chúng ta mới đáp ứng được những cái mục tiêu mà Thiện vừa nói. Đúng không ạ? Và đó chính là cái lý do quan trọng để anh chị đạt được mục tiêu. Chứ không phải là anh chị không khao khát kiếm tiền, anh chị không có động lực kiếm tiền đâu. Nhưng mà bởi vì anh chị chưa làm rõ ràng mình cần kiếm số tiền đó và kiếm số tiền đó để làm gì. Anh chị có đồng ý không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây thấy đúng như vậy ạ? Ai trong chúng ta cũng muốn kiếm tiền, kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng mà chúng ta không biết muốn kiếm nhiều tiền để đáp ứng điều gì. Và nó làm cho chúng ta, lúc thì chúng ta muốn thành công, lúc thì chúng ta lại không muốn thành công, lúc thì chúng ta rất là động lực, lúc thì chúng ta lại mất động lực. Là nó đến từ cái việc chúng ta không biết kiếm bao nhiêu tiền và chúng ta không biết là gì, kiếm tiền ra để làm gì. Đó. Và thì bây giờ khi mà Thiện chia sẻ như vậy, ví dụ như vậy để anh chị dễ hiểu, thì trong hoàn cảnh của anh chị thì anh chị sẽ có từng cái lý do khác nhau để anh chị có cái động lực để gia tăng thu nhập. Đúng không ạ? Và nếu như anh chị muốn tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh để có thể là bứt phá cái nguồn thu nhập của mình lên không giới hạn so với cái thu nhập hiện tại của anh chị, thì Thiện cũng đã sẽ sẵn sàng giúp cho anh chị có được cơ hội kinh doanh đó và một lộ trình kinh doanh để có thể thay đổi được cái thu nhập của anh chị. Thế bao nhiêu trong số anh chị ở đây sẵn sàng muốn tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh này để mình có thể là bắt đầu thêm một cái job công việc mới, một cái lĩnh vực kinh doanh mới để chúng ta có thể có được những cái ước mơ mục tiêu của mình ạ? Thì nói với anh chị không phải là anh chị không có nguồn lực, không phải là anh chị không dám, không phải là anh chị không làm được. Đơn giản lý do anh chị chưa đủ lớn, anh chị chưa có quyết tâm mạnh mẽ, chứ không phải là anh chị không có đủ. Đúng không ạ? Và khi một người mà họ đã rơi vào cái hố sâu rồi thì họ chỉ có một con đường đi duy nhất thôi, đó chính là đi lên. Đúng không ạ? Bởi vì anh chị còn đang cảm thấy bản thân của mình ở trong cái vùng thoải mái và an toàn, cho nên anh chị chưa dám đưa ra những cái quyết định. Bởi vì nếu muốn thì sẽ có cách hết. Còn nếu như bên trong của anh chị nói muốn nhưng mà nó chưa đủ sự khát khao, chưa đủ sự quyết tâm, thì nó vẫn còn nhiều lý do lắm. Đúng không ạ? Muốn, ok, tôi sẽ có cách. Còn nếu thực sự bên trong đã chưa muốn, đơn giản sẽ vẫn còn lý do. Và lời biện minh và lý do thì luôn luôn đúng. Đúng không ạ? Lời biện minh và lý do thì luôn luôn đúng.
Và cái lúc mà Thiện, khi mà Thiện bước vào môi trường câu lạc bộ anh chị, thì nói với anh chị là Thiện chỉ có cái xác không thôi, thì chỉ có cái cơ thể này thôi, với một cái sự khao khát thôi. Tiền điện, tiền nước, hóa đơn, tiền nhà, mình còn phải lo lắng và áp lực. Mà nói gì với một cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời như ngày hôm nay mình đang làm. Và Thiện cũng đã suy nghĩ đến đó rất là nhiều. Chẳng lẽ 2 năm nữa mình vẫn sống trong như cuộc sống như thế này sao? Chẳng lẽ 5 năm nữa, 10 năm nữa mình phải sống như thế này sao? Thế anh chị có chấp nhận cuộc sống hiện tại? Anh chị có muốn sống 5 năm nữa, 10 năm nữa mình sống như cuộc sống ngày hôm nay không? Và chúng ta không có đủ sức khỏe, thời gian để chúng ta làm việc mãi mãi đâu anh chị. Cũng đến một thời điểm nào đó chúng ta cũng vẫn cần phải nghỉ ngơi để chúng ta tận hưởng cuộc sống chứ, đúng không anh chị? Chứ không lẽ đến 80 tuổi rồi phải còn là gì ạ? Phải đi phụ xe, phải đi làm bảo vệ, phải đi bưng bê phục vụ để kiếm tiền thêm 3 đến 5 triệu để thu nhập, có thu nhập hàng tháng chi tiêu, đúng không ạ? Chúng ta không thích điều đó, tất cả chúng ta đều không thích điều đó. Chúng ta muốn có một cuộc sống tự do, hãy làm cho cuộc sống của chúng ta tự do ở thời điểm tốt nhất và sớm nhất đi. Chỉ cần anh chị muốn thì người thầy sẽ xuất hiện, chỉ cần anh chị khao khát thì con đường nó sẽ xuất hiện. Thì ngày hôm nay anh chị ngồi đây anh chị nghe được, thì anh chị học thì anh chị biết rằng là môi trường nó đã xuất hiện rồi đó, không có gì là ngẫu nhiên đâu anh chị. Bởi vì chúng ta là gì, hiểu một điều rằng là gì, trên cuộc đời này tất cả những người chúng ta gặp không người nào là ngẫu nhiên đâu anh chị, họ đều góp phần vào cuộc đời của anh chị. Họ đều góp phần vào cái sự thành công của anh chị, họ đều góp phần vào cái sự, cái việc là thay đổi cuộc đời của anh chị, đúng không ạ? Không có cái người nào là ngẫu nhiên xuất hiện trên cuộc đời của anh chị. Tức có nghĩa là tất cả những con người chúng ta gặp qua đều được vũ trụ sắp đặt hết, không có gì là ngẫu nhiên anh chị ha. Cho nên là sao ạ? Tất cả chúng ta gặp nhau ở đây đó là cái duyên số mà chúng ta cần phải gặp nhau, đúng không ạ? Vậy thì gặp nhau để làm gì? Một là giúp cho nhau tiến lên, hai là giúp cho nhau không tiến lên thôi, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng là gì ạ? Chúng ta chơi với ai chúng ta sẽ trở thành người đó. Chúng ta chơi với những người đi lên thì chúng ta sẽ đi lên. Chúng ta chơi với những người thành công thì chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Chúng ta biết là những người chúng ta gặp trong cuộc đời là cần phải gặp rồi, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là gì? Những người gặp những người chưa tốt thì họ chúng sẽ cho chúng ta trưởng thành hơn. Nhưng mà gặp những người tốt thì họ sẽ giúp cho chúng ta có những cái bài học thành công, giúp cho cuộc đời của chúng ta thay đổi. Nói chung là gặp ai cũng giúp cho cuộc đời của chúng ta tốt lên cả anh chị ha. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn thành công thì chúng ta biết chúng ta cần phải ở bên cạnh ai, chúng ta cần phải làm việc gì, chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu, đúng không anh chị? Đó, cho nên là sao ạ? Bản thân của Thiện thì cũng đã thay đổi và làm được, cũng đã có một cuộc sống mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy rằng là nếu như mà không có môi trường câu lạc bộ, không nắm bắt những cơ hội kinh doanh mà mình đang nắm bắt, những anh chị câu lạc bộ chia sẻ, thì chắc gì mình đã có được như ngày hôm nay, chắc gì mình đã thay đổi được như ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì ạ? Quyết định là bởi anh chị, cơ hội thì đã có, môi trường thì đã sẵn sàng, còn quyết định có thay đổi hay không là cuộc đời anh chị nằm trong chính tay anh chị, đúng không ạ? Đã Thiện không quyết định giùm được cuộc đời của anh chị ha, thì cũng không làm giùm được, thì cũng không đi giùm cho cái cuộc đời của anh chị được, mà cuộc đời của anh chị là do chính anh chị đi, đúng không ạ? Và như mà Thiện đã nói ban đầu, để mà đạt được cái số tiền mà anh chị mong muốn thì chúng ta cần phải có cái sự khao khát, đúng không ạ? Khao khát chưa? Khao khát làm 6 tháng nữa, 1 năm nữa thu nhập của anh chị gia tăng lên 100 triệu, 200 triệu một tháng chưa? Khao khát điều đó chưa? Nếu như khao khát
thì em tin rằng cỡ nào anh chị cũng cũng đạt được, đúng không ạ? Khi mà anh chị khao khát thì chúng ta mới gặp nhau, chứ chúng ta không khao khát thì chúng ta gặp nhau làm gì đâu, đúng không ạ? Và thì sẽ giúp cho anh chị khơi gợi cái sự khao khát đó lên, để anh chị muốn là chúng ta sẽ có ra cái cách thôi anh chị ha. Thì yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải có cái sự khao khát với cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Và bây giờ chúng ta cần phải làm yếu tố gì tiếp theo ạ? Chúng ta phải để cái mục tiêu đó nó phải ám ảnh với chúng ta mỗi ngày bên trong tâm trí, đúng không ạ? Và chúng ta khi mà cái sự khao khát của anh chị đủ lớn rồi anh chị, thì thiện tin chắc rằng là nó luôn ám ảnh cái cuộc đời thành công, cái cuộc đời trong tương lai mà anh chị muốn ở trong đầu của mình, đúng không ạ? Và để mà chúng ta có sự ám ảnh trong tâm trí thì những anh chị mà học tập cùng với mình á, thiện luôn nói rằng là gì, mỗi buổi tối á, cái mục tiêu của anh chị là gì, hãy nhớ trước khi ngủ hãy viết nó ra để làm gì, để cái hình ảnh mục tiêu số tiền đó trước khi ngủ nó lưu vào bên trong tâm trí của anh chị một lần nữa, đúng không ạ? Và bàn làm việc của anh chị hoặc là cái điện thoại của anh chị phải lưu cái hình ảnh cái số tiền mà anh chị mong muốn là bao nhiêu tiền ở trên cái bàn làm việc của mình, đúng không ạ? Để làm sao ạ? Bất cứ khi nào anh chị đi đâu làm gì, số tiền nó luôn vanh vẳng bên trong đầu của mình. Và chúng ta biết rằng là gì? Cái gì có bên trong thì nó sẽ có bên ngoài. Và để biến được thứ bên trong ra bên ngoài thì hình dung tưởng tượng nó là chiếc cầu nối để đưa những thứ bên trong ra bên ngoài. Và thực sự cuộc sống như ngày hôm nay, sự thành công như ngày hôm nay thì thiện không phải là nỗ lực quá lớn, nhưng mà để đạt được nó không quá dễ nhưng mà nó cũng không quá khó. Nhưng mà để nó dễ dàng hơn, biến những điều bên trong tâm trí của mình ra bên ngoài, thì thiện luôn sử dụng một bí quyết, đó chính là hình dung tưởng tượng anh chị. Bởi vì hình dung tưởng tượng bên trong, cảm xúc bên trong dâng trào thì sao ạ? Cảm xúc và sự hình dung nó sẽ đưa những thứ bên trong ra bên ngoài, đúng không ạ? Ví dụ như giả sử như anh chị từng mong muốn có được một chiếc xe, đúng không ạ? Anh chị từng ao ước mong muốn có được một chiếc xe và anh chị rất là kích thích với cái chiếc xe đó, chiếc xe màu đó, và anh chị thích được lái chiếc xe đó. Anh chị ám ảnh cái chiếc xe máy mà anh chị muốn sở hữu đó, anh chị thích nó, anh chị khao khát nó. Có phải là mỗi buổi tối trước khi ngủ anh chị đều thích nghĩ đến nó, đúng không ạ? Mỗi khi đi làm anh chị nghĩ đến nó, có phải là anh chị cảm thấy mình có cái động lực để mình làm việc không ạ? Và có phải là cái hình ảnh đó nó cứ ám ảnh bên trong tâm trí của anh chị liên tục từ sáng tới chiều không ạ? Thậm chí lúc đi ngủ, lúc đi ngủ cũng nghĩ về chiếc xe đó. Ồ, nếu như mình ngồi lên cái chiếc xe SH đó thì nó sẽ đẹp trai như thế nào, nó sẽ tuyệt vời như thế nào, hoặc là chiếc xe mà anh chị muốn đó. Và cuối cùng lúc mà anh chị chỉ nghĩ đến nó thôi, anh chị nghĩ rằng là tiền của tôi không có đủ để mua chiếc xe đó, nhưng mà tự nhiên bằng cách nào đó ai cho mượn tiền, anh chị em bạn bè hỗ trợ tài chính hoặc là ngân hàng hỗ trợ tài chính, và tự nhiên không biết bằng cách nào đó cũng đủ tiền để đưa chiếc xe đó về nhà mình. Anh chị thấy đúng không ạ? Và trước giờ chúng ta không có hiểu về luật hấp dẫn, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là ồ, tính ra mình mua chiếc xe thấy tuyệt vời quá, à hình như đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà không phải đâu. Có phải là để mà anh chị có được cái ngôi nhà hay là chiếc xe mà anh chị đang ở, có phải là điều đó anh chị đã ám ảnh mỗi lúc anh chị ngủ không, mỗi lúc anh chị làm việc không? Và chúng ta cần phải có cái sự ám ảnh như vậy anh chị. Và nhà của Thiện thì Thiện dán hết tất cả những mục tiêu về sự giàu có trong tương lai của mình, những mục tiêu mà mình muốn đạt được để làm gì? Mỗi buổi sáng khi mà Thiện nói chuyện chia sẻ cùng với anh chị xong thì Thiện sẽ quay cái ghế qua hướng này, nhìn lên bức tranh cuộc đời của mình, chiếc xe của mình là gì, rồi mình sẽ trở thành ai, mình sẽ đi du lịch ở đâu, mình sẽ sở hữu ngôi nhà như thế nào, đúng không ạ?
Và trong phòng của Thiện thì luôn có rất là nhiều hình ảnh về những cái mục tiêu của mình, những cái con người mà mình muốn trở thành. Đúng không ạ? Và để làm gì? Để cho nó liên tục đập cái hình ảnh đó vào bên trong tâm trí của Thiện, để Thiện không quên mục tiêu của mình. Đúng không ạ? Và hãy nhớ rằng là gì ạ? Khi mà anh chị ám ảnh với cái mục tiêu của mình rồi, thì hầu như á, ông Robin Sharma nói là gì? 90% những người mà họ dán những cái hình ảnh mục tiêu ước mơ của họ và họ nhìn vào nó mỗi ngày, thì 90% những người đó sẽ đạt được nó dễ hơn những cái người mà họ không có bức ảnh mục tiêu nào trong nhà. Cho nên là sao ạ? Anh chị hãy giúp cho Thiện là gì? Ghi ra 20 cái mục tiêu mà anh chị mong muốn và hãy in nó ra bằng hình ảnh, màu sắc sặc sỡ, dán ở trong nhà mình đi. Và Thiện nói với anh chị là mỗi lần á, để mà Thiện có cái năng lượng và cái động lực để mình làm việc tốt nhất, thì anh chị hãy nhớ là hãy chuẩn bị cho mình một cái phòng làm việc riêng, được không ạ? Anh chị phải có một cái phòng làm việc riêng. Và cái phòng làm việc của anh chị, trong phòng làm việc của anh chị đừng để quá nhiều thứ lung tung bừa bãi, quần áo mền gói. Phòng làm việc chỉ là phòng làm việc thôi. Và hãy để cái phòng làm việc đó đừng có quá nhiều thứ, nó làm cho mình mất tập trung. Và trong phòng làm việc hãy nhớ rằng là gì? Hãy để những thứ gọi là mục tiêu của mình dán khắp nhà đi. Bước vào cái phòng đó là thấy một cuộc đời giàu có nó xuất hiện trước mặt mình. Hãy nhớ điều đó. Bí quyết, đúng không ạ? Hãy để cho căn phòng của mình là một căn phòng đầy ắp những hình ảnh giàu có, chiếc xe, ngôi nhà. Đúng không ạ? Và mỗi lần như vậy thì sao ạ? Anh chị bước vào cái phòng đó, anh chị nhìn thôi, anh chị cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng rồi. Đúng không ạ? Và hãy nhớ là gì ạ? Trong phòng của anh chị có thể anh chị hãy để những cái tủ sách hoặc là những cái cuốn sách mà anh chị đọc đó. Hãy để nó nhiều lên. Anh chị có thể để cho mình một cái kệ sách, một cái tủ sách. Bởi vì sao ạ? À? Chúng ta không chưa cần đọc hết tất cả những cuốn sách đó ngay lập tức, nhanh nhất. Để làm gì? Và ông tỷ phú đô la Jack Ma, hay là các ông tỷ phú gì đây mình thì chưa nhớ tên lắm. Nhưng mà ông nói một câu rất là hay là gì? Khi mà tôi vào cái phòng tôi đó, chỉ cần tôi nhìn thấy những cái cuốn sách của mình thôi, tôi không cần đọc hết những cái cuốn sách đó, nhưng mà mỗi lần tôi bước vào cái phòng có đầy những cái cuốn sách của những người thành công và giàu có, thì bản thân tôi cảm thấy mình thông minh hơn hẳn. Đúng không ạ? Cứ mỗi lần vào cái phòng mà thấy cái phòng mình có cái tủ sách đủ đầy thì mình cảm thấy mình thông minh hơn hẳn, chưa cần phải đọc đâu, đúng không ạ? Và rất là hay anh chị. Đó là cái cách để anh chị có thể là có cái cảm hứng làm việc. Bàn làm việc của chúng ta thì luôn gọn gàng, đừng có để quá nhiều thứ nó làm cho chúng ta mất tập trung, mà chỉ để những cái hình ảnh và mục tiêu của mình thôi. Và ngồi vào bàn làm việc anh chị sẽ cảm thấy là tràn đầy năng lượng, tràn đầy hào hứng, được không ạ? À, đừng có để cái bàn làm việc của mình kế bên cái giường, thì cái giường nó có sức hút mạnh mẽ lắm anh chị. Cái giường và cái gối nó có sức hút mạnh mẽ lắm, ngồi một xíu là cỡ nào anh chị cũng bay lên giường liền à. Thiện đã từng trải nghiệm rồi. Cho nên là sao ạ? Cái phòng làm việc của anh chị phải tránh xa cái giường của mình ra nha. Rồi, sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ học đến đây. Chúng ta sẽ có những cái thông tin như vậy, những kiến thức như vậy ha. Và chúng ta sẽ hẹn vào sáng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Được không ạ? Rồi, chúc cả nhà chúng ta có một ngày mới là bùng nổ tài chính, bùng nổ lợi nhuận ha. Và cuộc đời của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Và cơ hội kinh doanh thì Thiện sẽ chia sẻ vào một cái buổi khác. Nhưng mà Thiện cũng đã chuẩn bị cho anh chị những cái tài liệu rõ ràng với cơ hội kinh doanh mà Thiện đang phát triển rồi. Thì anh chị có thể là nắm bắt, chúng ta có thể là nắm bắt, chúng ta chuẩn bị thời gian, công sức, nguồn lực để chúng ta có thể bắt đầu với một cái cơ hội kinh doanh này. Đúng không ạ? Bởi vì muốn thành công thì học theo người thành công thôi anh chị, đơn giản như vậy. Thiện cứ làm theo thôi và Thiện thành công, chứ không có cái gì mà cao siêu ở đây, bí quyết đỉnh cao gì ở đây cả. Đơn giản, muốn thành công tìm người thành công, học theo làm theo, đơn giản như vậy thôi, được không ạ? Rồi, chúc cả nhà chúng ta có một ngày mới bùng nổ về tài chính, bùng nổ về lợi nhuận, một tháng 7 vô cùng tuyệt vời ha.
Rồi, hẹn gặp lại tất cả anh chị vào sáng ngày mai. Rồi, bye bye mọi người.